phát triển ngành du lịch trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Ngành du lịch còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh tế khác, vì du lịch được xem là một ngành kinh tế dịch vụ đa dạng và phức tạp. Nhằm khắc phục những khó khăn sau thời gian dài bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp ngành du lịch và chính quyền địa phương được tổ chức gần đây bởi Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, ITPC. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát huy lợi thế và khai thác tiềm năng của du lịch đường sông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, mặc dù có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn vì thiếu thông tin về định hướng, kế hoạch quy hoạch và phát triển du lịch trong giai đoạn từ 2023 đến 2030. Điều này cũng bao gồm thông tin về hạ tầng đường sông, tàu bè, bến cảng, các công trình kết nối, dịch vụ tiện ích liên quan và cả vấn đề an ninh trật tự tại các khu vực này. Cụ thể, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Marketing của công ty Stories, đã bày tỏ quan tâm của doanh nghiệp đối với việc thúc đẩy các sản phẩm du lịch trọng điểm như du lịch hội nghị, du lịch đường thủy, du lịch y tế chăm sóc sức khỏe, du lịch lễ hội và du lịch cộng đồng. Với những cơ chế và chính sách đặc thù được đề cập trong Nghị quyết 98/2023 về phát triển thành phố Hồ Chí Minh và ngành du lịch, doanh nghiệp hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển các lĩnh vực này.